Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào các khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2021. Bên em lại tiếp tục cập bến được một dòng vang thương hiệu của X6 nha các bác nhá. Dòng vang X6 của Lắc và của DK. DK. Đấy, 3.000. Đấy. Hôm nay thì nói thật các bác, em về được hai cái mẫu vang này thì là rất là đẹp. Nói chung là một con hình màu tím. Đấy, màu tím. Đấy, hình thức còn rất là đẹp nha các bác nhé. Tất cả bao đẹp, bao zin cho các bác. Đấy, cái dòng này dòng X6 xịn nha các bác nhé. Đấy, thương hiệu của NAC này. Con này chạy chip Anadoc 21375. Đấy. Đấy, các bác nhìn so sánh nhá. Đấy, con này với con bên này. Đấy, không khác gì nhau cả. Đấy, y như nhau luôn. Đấy. Dòng vang X6 gọi là bãi xịn luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Y hệt luôn. Đấy, cái thông số nó vậy, y hệt luôn. Đấy. Không khác nhau cái gì cả. Dòng này thì thật sự các bác, cái dòng vang X6 các bác chơi rất là yên tâm. Đấy. Rất là lành. Dòng X5 X6 này rất là lành. Đấy, vì biết của nó còn rất là đẹp. Đây em về em chưa kịp vệ sinh nhá các bác nhá. Đấy này, cũng nó còn nguyên bản như này, nó đẹp như này. Đấy, đấy các bác nhìn nha, y như nhau luôn, đấy, không khác một cái gì cả. Đấy. Hai con đấy. Đẹp như nhau. Đây, thì đây thì em đang kết nối phần mềm, đây thì em đang chỉnh con vang. NAC X6 DK 5.1B. Đấy. Đây em đang kết nối phần mềm. Đây em sẽ thử cho bác về cái tiếng mic của con này. Tiếng mic con này rất là hay. Alo 1 2 3 4 5 6 6 7. Lên. Lên 1 2 3 4 5 6 6 7. 5 6 6 7. Alo. Tiếng rất là sáng luôn. Nói chung là những cái dòng vang X5, X6, X10, nói chung là đa phần những cái dòng X thì bên em chỉnh thì rất là nhiều rồi. Nói chung là em bán không biết bao nhiêu là con vang X rồi. Đấy, thì hôm nay em tiếp tục về được thêm là mấy con. Đấy, hàng bao đẹp, bao zin cho các bác nhé, các bác nhá. Đấy. À, dòng vang X10 bên em này, đấy, X5 này, rất là nhiều cái loại vang. Đấy, Huho V6, X7, đấy. Rất là nhiều nhé các bác nhé. Bên em thì nói chung là chuyên về những cái dòng vang X. Đấy. X8 của em có nhé các bác nhé. Đây là dòng X8 thương hiệu của BF Audio K7 nhé. Đấy thì cái dòng X8 với lại dòng X6 này thì em cũng xin báo giá luôn cho các bác. Đấy, X8 và X6 thì giá em cũng báo luôn là giá là 2.500.000 một con. 2.500.000 một con. Bác nào mà chuyển khoản hết. Đấy nhé. Đây, bác nào chuyển khoản hết thì sẽ được gọi là ưu ái hơn. Đấy. Sẽ được gọi là tặng khuyến mại thêm một cái khiển. Đấy. Bác nào chuyển khoản hết thì sẽ được tặng thêm một cái khiển. Đấy. Khiển này là khiển chuyên về dòng X. Khiển này từ vang X12 đổ xuống nha các bác nhá. Đấy, từ X12 đổ xuống các bác có khiển được hết các loại dòng vang này, dòng vang X này. Đấy. Nói chung là khiển này là em không bán rời. Đấy, khiển em không bán rời. Khiển chỉ ưu tiên gọi là cho những cái bác nào gọi là lấy hàng là khách quen ở bên em. Đấy, thì các bác đặt hàng. Đấy, thì ví dụ như là các bác mà lấy những số mặt hàng bên em thì đấy thì em sẽ gọi khuyến mại cho các bác những cái khiển để về các bác khiển. Đấy, thì cái dòng vang X6 này, đấy, các bác nào mà chuyển khoản hết thì 2.500.000 nha các bác nhá, thì được khuyến mại thêm một cái khiển. Đấy, được khuyến mại thêm một cái khiển. Đấy, còn bác nào mà không chuyển khoản hết, các bác nhận hàng, các bác thanh toán thì các bác cộng thêm cho em 70.000 một cái khiển nữa nha các bác nhá. 70.000 một cái khiển nữa. Đấy, thì các bác sẽ là nhận hàng, các bác kiểm tra hàng, có nghĩa là 2.500.000. Đấy, cộng thêm 70.000 là 2.570.000. Đấy nha các bác nhá. Còn giá em báo cho các bác là giá tại cửa hàng, còn bác nào mà chuyển khoản hết thì sẽ là 2.550.000. Đấy, và khuyến mại khiển. Đấy, hàng thì em dám cam kết cho các bác là hàng bao zin,
bao xịn cho các bác, chưa gọi là đụng chạm cái gì cả. Đấy. Rồi dòng vang X6 và dòng vang X8 bên em. Đấy. À, hàng được bảo hành cho các bác là 3 tháng cho các bác nhá. Tất cả sản phẩm ở bên em như dòng vang em bảo hành cho các bác 3 tháng. Đấy. Không một lỗi lầm gì cả, đẹp gọi là xuất sắc luôn. Đấy. Đấy các bác nhá. Đấy vang X6 à, góc viết của nó không bị xước một cái gì cả. Đấy, đẹp gọi là gần như mới luôn. Đấy, hàng bãi như này quá là ok rồi. Đấy. Đấy. Đấy gọi là khiển lần này em về cũng được có mấy chục cái, nó không có nhiều đâu nhá các bác nhá. Đấy, nên là bác ưu tiên cho bác nào gọi là chuyển khoản hết thì được khuyến mại khiển nhá. Còn các bác nào mà không chuyển khoản nhận hàng thì các bác thêm nhà 70.000 tiền khiển nữa nhá. Đấy. Giá cực kỳ là tốt, cực kỳ là đẹp để cho các bác sở hữu những cái dòng vàng X như thế này. Số lượng không nhiều cho các bác nhá, có gần chục con thôi. Đấy. Bác nào nhanh tay thì đặt hàng thì còn. Đây, số điện thoại của em đây. 0985778338 và 0937343456. Các bác nào gọi thì gọi vào cái số chính của em và nhắn tin đến cái số chính này của em. Cũng là số Zalo và cũng là số Facebook. Đấy. Bác nào ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng ở số 89 Hoàng Mỹ, Hoàng Quyền, Hải Phòng. Sau đây em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.